Anh ơi, vị khách của mình đang làm hồ sơ anh các bạn. Hốt nha anh. Rồi ok, quốc đi anh ơi. Rồi đi theo em ra đóng tiền anh ơi. 65 triệu. Ở Bình Tịnh là 65 triệu giấy tờ luôn hả? 65 triệu là xe chưa giấy tờ. Được, nó tự làm giấy tờ. 65 triệu là chưa có giấy tờ các bạn. Còn bao giấy tờ Sài Gòn là 700 nha. Những bạn nào ở tỉnh muốn mua xe thì cứ liên hệ mình và cho chính xác luôn. Hiện tại bên mình có bán tất cả dòng sản phẩm xe nhập khẩu, xe trong nước. Bạn muốn mua cứ liên hệ mình nha, số Zalo ở dưới nha. Mình là Hoàng Ngân Viên, nhân viên ngân hàng HD các bạn. Nay mình mới giao xe cho vị khách tiếp theo nè các bạn. Con Gentleman nha. Giá hiện tại là 7x nha các bạn. Bạn muốn biết giá chính xác thì liên hệ mình nha. Anh ấy vừa mới chồng tiền mình đó các bạn. Anh ấy đang thử xe coi có chứng chồng tơ chống chân tới không mà tới nha các bạn. Xe này nó cũng bình thường thôi, không có gì cao đâu. Rồi vô chồng tiền cho em anh ơi. Rồi anh ấy ngồi sao mà lách quần luôn rồi. Con này hai vị lách quần lắm nha. Cái này nè móc hai lần rồi đó. Lần thứ hai đó. Hai dấu rồi nè. GBX Cinnamon xuất xứ Tây Lan nha các bạn. Giá hiện tại là 7x. Bạn nào muốn biết giá cũng như muốn trả góp xe này cứ liên hệ mình nha. Comment xuống Zalo dưới nha các bạn. Hai tháng đĩa trước nha. Rất là đẹp. Quay cái đầu trước các bạn nè. Đó. À, trước hai hang đĩa luôn. Anh ấy đã bị móc rách quần rồi. Này độc gió ta. Buồn quá. Hai lúc máy hả? Cụm đồng hồ. Bình xăng. Mình đang giới thiệu các bạn con GBX Cinnamon nha các bạn. Bạn nào muốn mua thì liên hệ mình nha. Số điện thoại Zalo ở dưới nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Minh Long Moto. Địa chỉ 117A Lê Văn Khương, Hiệp Thành, quận 12 các bạn. Đây có rất là nhiều mẫu xe các bạn lựa chọn. Ok. Mình là Hoàng, nhân viên HD Saigon. Bên mình nhận làm hồ sơ trả góp tất cả dòng sản phẩm nhập khẩu cũng như trong nước các bạn. Honda Yamaha GBX CBR Demon R15 rồi Vario E-Plus tất cả dòng sản phẩm. Nhưng mà nào muốn mua trả góp cũng như muốn tham khảo giá trả trước là bao nhiêu, cũng là mỗi tháng trả bao nhiêu, để comment cho mình nha. Comment cho mình ở dưới cũng như là kết bạn Zalo với mình đi, mình sẽ gửi chi tiết cho các bạn nha.